Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của M7 Tennis Academy. Và trong video ngày hôm nay thì bạn muốn dành video này để hướng dẫn cho mọi người làm sao để chúng ta có được một cú tung bóng nó vừa ổn định mà nó vừa đúng như với cái ý muốn của chúng ta. Tại vì đây là một cái câu hỏi mà Bảo nhận thấy là trong thời gian gần đây có khá nhiều các anh chị chúng ta hỏi là làm sao, các cái mẹo nào để chúng ta có được cú tung bóng tốt để chúng ta giao bóng được hiệu quả hơn. Trong video này thì Bảo sẽ phân tích hai phần. Phần đầu tiên là cái vị trí cũng như là cái hướng cho tung bóng như thế nào để chúng ta có được cú giao bóng tốt nhất. Và phần thứ hai đó là về cái phần kỹ thuật, chúng ta tung như thế nào cho nó ổn định. Ok, và bây giờ tới với cái phần đầu tiên, đó là cái phần vị trí mà chúng ta tung bóng. Đầu tiên thì thông thường mà thấy ở ngoài sân khi mà mọi người tập với các huấn luyện viên thì các huấn luyện viên hay bảo mọi người là ok, tung về phía trước một chút xíu hay là tung về phía sau một chút xíu. Thì thực ra cái cách nói này nó chưa hoàn toàn đầy đủ, bởi vì khi mà mọi người tưởng tượng khi Bảo đứng giao như thế này, mọi người tưởng tượng đây là cái vạch đường ray cuối sân ha, và Bảo đang giao về phía trước mặt. Thì mọi người tưởng tượng là khi Bảo đứng như thế này và đứng Bảo giao như thế này thì trước mặt tung đằng trước có thể là tung về phía đằng trước là tung về phía này, ok, mà nó cũng có thể là tung về phía trước là tung về phía này. Bởi vì khi Bảo đứng xoay người như vậy thì đây là đằng trước và đây là đằng sau, đây là đằng sau, đây cũng là đằng trước và đây cũng là đằng sau, ok. Thì Bảo muốn mọi người hình dung là mình ở cái vị trí đứng của Bảo hiện nay, mọi người thấy là đang có, mọi người tưởng tượng là nó sẽ có một cái hình chữ thập, ok, nó chia Bảo làm, nó chia vị trí của Bảo làm 4 ô xung quanh, ok, đây là ô 1, ô 2, ô 3, đây là ô 4 chẳng hạn. Khi Bảo tung bóng thì thông thường Bảo hay tung về phía trước và bên tay phải chút xíu, theo như cái ô, theo như 4 cái ô này, ok, phía trước và tay phải thì nó chính là cái ô này, ok. Mà thấy là khi Bảo tung lên thì Bảo muốn nó rơi về phía này chút xíu. Nếu như mà Bảo tung về phía trước về hướng này nhưng mà nó lại là phía sau ở hướng đằng sau lưng á thì nó là ô này, thì nó không tốt cho lắm, ok. Lâu lâu sẽ có một số trường hợp Bảo sẽ tung về phía trước hướng này nhưng mà lại lệch sang tay trái một chút xíu, đó là cái ô bên này. Lâu lâu thôi, một số trường hợp Bảo muốn giao những cái kick serve thật là cao, thật là khó chịu thì Bảo sẽ tung hơi về, vẫn là vào trong sân về phía trước nhưng mà là hơi ở vị trí này để Bảo gọt từ dưới lên, ok. Thì lâu lâu Bảo sẽ tung về bên này. Đây là hai cái ô, hai khu vực mà Bảo có tung tới. Còn đằng sau đây và đằng sau đây thì gần như rất ít, gần như không có trường hợp nào Bảo tung vào hai ô đằng sau. Đó là về phần vị trí, cái hướng là tung như thế nào. Còn về độ cao thì sao? Ở đây Bảo thấy có rất nhiều anh chị chúng ta tung bóng quá cao hoặc là tung quá thấp. Thì thật ra tung cao á, một số tay vợt cho thấy họ vẫn tung cao, nhưng mà cái tung cao nó một cái vấn đề là khi mà tung quá cao lên á, bóng đang trên đà rớt xuống chúng ta mới giao được, đúng không ạ? Mà khi mà bóng càng rớt xuống thấp á thì cái tốc độ nó càng cao, chúng ta càng khó canh. Cái điểm mà chúng ta dễ canh nhất là lúc bóng đang lên gần tới đỉnh và có thể là lúc nó đang vừa mới rớt xuống một chút xíu thôi. Cái khúc mà lên xong rồi nó hơi sẽ hơi chững lại xong nó sẽ hơi rớt xuống từ từ, càng rớt xuống nó càng nhanh. Nếu như chúng ta canh được, chúng ta vào được bóng ở cái lúc mà nó đang lên trên đỉnh và nó hơi hơi rớt xuống là ok nhất. Nếu như mà chúng ta để nó cao quá rồi và nó rớt xuống rất là nhanh rồi chúng ta mới vào bóng thì có khả năng nó sẽ, chúng ta sẽ vào không có chính xác bóng. Thì đó là một cái lưu ý. Cái lưu ý thứ hai là khi chúng ta tung quá cao thì chúng ta phải có thời gian để chờ. Chúng ta chờ rất là lâu để bóng nó rớt lên xong rồi sẽ rớt xuống rất lâu chúng ta mới vào bóng. Nó mất đi cái tính liên tục của cái việc của cái vợt chúng ta, của cái quãng đường chúng ta vung vợt. Ok, thích hợp nhất là ở cái chiều cao mà khi chúng ta vung lên có thời gian vừa đủ để chúng ta tới thôi, ok, chúng ta không nên chờ quá lâu. Còn tung bóng quá thấp thì sao? Tung bóng quá thấp thì rất là dễ khả năng chúng ta giao vào trong lưới, ok. Tại với chiều cao chúng ta mà chúng ta tung thấp thì chúng ta không có đủ cái độ cao chúng ta rướn lên để mà chúng ta cái góc chiếu để banh cắm xuống trong ô, ok. Mọi người lưu ý ha. Vậy thì đâu là cái độ cao mà thích hợp cho mọi người? Thì cái này nó tùy thuộc vào chiều cao của mỗi anh chị, cái tầm với của mỗi anh chị. Thì mọi người test thử bằng cách nào? Khi mà chúng ta giao bóng á, mọi nhớ khi mà tung lên, nếu chúng ta không nhảy, nhưng mà nếu chúng ta không có động tác là nhúng chân chúng ta nhảy á, thì mọi người thấy là ok, với cái chiều cao của Bảo thì đây là cái tầm vợt mà Bảo sẽ với tới bóng, ok. Đây là lúc mà chúng ta đang duỗi hết người ra, đang duỗi thẳng ra, ok. Vậy thì chúng ta phải tung cao hơn cái mốc này, ok. Tại vì chúng ta phải có cái độ chúng ta nhúng xuống và chúng ta lên, đúng không ạ? Cho nên nếu chúng ta tung ở cái độ cao này thì gần như là rất khó chúng ta rướn lên được,
Ok, chúng ta phải tung cao hơn. Và cao hơn bao nhiêu thì cái này chúng ta đòi hỏi phải có cái sự chúng ta test đi test lại nhiều lần. Với các anh chị nào chúng ta vừa mới tập á thì chúng ta nên tung ok cao hơn cái mốc mà mình vừa làm hồi nãy chút xíu thôi. Chúng ta có thể đứng tại chỗ và tung lên rồi chúng ta giao. Khi nào chúng ta tung được cái mốc đó nó ổn định rồi, ok, đường bóng ta tung lên rất là đều rồi, rất thẳng, rất đều, không xoáy, không có một cái lực thừa gì rồi, thì chúng ta bắt đầu cho nâng từ từ lên, chúng ta nâng độ cao lên, chúng ta bắt đầu nâng độ cao để mà chúng ta phải hơi rướng rướng lên, chúng ta hơi nhảy nhảy lên chút xíu để chúng ta giao. Từ từ chúng ta sẽ tới được cái mốc mà chúng ta cảm thấy thoải mái, nó không quá cao, nó không quá thấp. Ok, còn nếu như chúng ta ngay từ đầu mà chúng ta chưa biết một cái mốc gì hết mà chúng ta tung đại á, thì rất khó để chúng ta điều chỉnh sau này. Ok, thì đó là những cái phần về vị trí, cái hướng tung bóng cũng như là cái độ cao tung bóng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái động tác kỹ thuật của cái việc tung bóng. Đầu tiên, trước khi chúng ta đến với động tác tung bóng á, thì bạn muốn mọi người chúng ta nên tập có một cái suy nghĩ là chúng ta không nên nghĩ là chúng ta đang quăng cái bóng hay là ném bóng hay thậm chí là tung bóng cả. Chúng ta nên có một cái suy nghĩ chúng ta đang nâng quả bóng lên. Bởi vì sao? Khi chúng ta trong cái động tác mà chúng ta tung bóng lên để chúng ta giao á, thì chúng ta không nên tác động quá nhiều lực vào trái bóng. Bởi vì khi chúng ta tác động lực vào á, thì bắt đầu bóng nó sẽ thay đổi hướng. Bởi vì khi chúng ta nhắc đến lực á, thì nó sẽ có lực mạnh, lực nhẹ, đúng không ạ? Lực mà nó mạnh á, thì nó sẽ đi khác, mà lực nó nhẹ nó sẽ đi khác. Thành ra chúng ta nên tập có một cái suy nghĩ để chúng ta đang nâng quả bóng lên. Chúng ta từ dưới, chúng ta nâng thẳng lên. Và trong quá trình ta nâng lên như vậy thì bóng nó sẽ tự rời tay chúng ta đi. Ok, chúng ta đang cầm rất là lỏng, tự rời đi. Chúng ta không nên có suy nghĩ chúng ta đang tác động lực, chúng ta hất lên hay chúng ta tung lên quá nhiều. Ok, tiếp theo, đối với những bạn nào chúng ta có cái cú tung bóng nó chưa ổn định á, thì chúng ta hãy check lại, chúng ta hãy xem xét lại các cái điểm sau. Chúng ta có thể nhờ bạn chúng ta quay phim hay là chụp ảnh lại để chúng ta xem, hoặc là nhờ một huấn luyện viên ở ngoài xem thử động tác chúng ta thảy bóng như thế, tung bóng như thế nào. Đó là nếu như chúng ta tung bóng mà các bạn thấy nó có cái sự gãy gập ở quỷ tay hay là cổ tay hay thậm chí là ngón tay, thì những cái vị trí này nó sẽ làm thay đổi vị trí của những cái điểm này, nó sẽ làm cho cú tung bóng các bạn nó không ổn định. Bởi vì sao ạ? Bởi khi chúng ta tung, chúng ta hất bằng cái quỷ tay, là cái đường bóng nó rất là thay đổi rồi, nó có thể là ra đằng sau, có thể là chúng ta ra đằng trước, chúng ta lắc cái cổ tay này cũng vậy, nó có thể khiến bóng giật ra đằng sau hay là nó có thể khiến bóng ra đằng trước như này, và cả ngón tay nữa. Thành ra là những cái điểm này là chúng ta nên cố định, chúng ta không nên ném bóng bằng cách là chúng ta vận dụng các cái vị trí này, mà chúng ta chỉ nâng cái tay bằng cái vai thôi. Đó là chúng ta nâng cái tay, chúng ta đang thẳng như vậy đúng không ạ, chúng ta chỉ nâng cái vai thẳng lên là được rồi. Ok, chúng ta không cần phải dùng lực quá nhiều, chúng ta không cần phải dùng những cái vị trí này, thì nó khi chúng ta làm được như vậy thì banh nó mới thẳng, nó mới ổn định, nó không có xoáy. Ok, các bạn để ý ha, khi mà tung bóng chúng ta giữ cái tay chúng ta càng thẳng càng tốt, nên chúng ta không cần phải căng cái tay quá như vậy. Ok, chúng ta thoải mái thôi, nhưng chúng ta nhớ là chúng ta không gập quỷ tay, không gập cổ tay và không gập các cái đầu ngón tay. Ok, chúng ta cầm rất là lỏng thôi, chúng ta không có cầm cái banh quá chặt. Chúng ta nâng từ dưới, nâng thẳng tay lên, từ dưới thẳng lên, từ dưới thẳng lên. Ok, các bạn thấy là banh nó đi rất là thẳng và nó không xoáy. Ok, vậy thì cách tập luyện chúng ta như thế nào? Bảo vẫn luôn nghĩ là mọi người nên tập từ dễ tới khó. Ok, đầu tiên khi chúng ta đã nắm bắt được cái cốt lõi vấn đề là cái tay chúng ta giữ thẳng và chúng ta nâng lên, chúng ta dùng cái từ nâng, chúng ta nâng cái banh từ từ lên, thì hôm nay chúng ta nên nâng, thí dụ lúc đầu các bạn chúng ta nâng là chúng ta nâng thấp thôi, bạn nào mới ha, chúng ta chỉ nâng thấp thôi, tức là chúng ta nâng lên khi banh nó vừa rời khỏi tay chúng ta là chúng ta ngừng thôi. Ok, chúng ta nâng lên như vậy thôi. Ok, chúng ta dưới đúng không ạ, chúng ta nâng lên, chúng ta làm sao mà chúng ta thẳng được cái tay. Ok, chúng ta nâng từ dưới lên. Ok, khi mà chúng ta đã nâng quen rồi, bắt đầu chúng ta sẽ nâng độ cao từ từ lên. Ok, nâng độ cao từ từ lên bằng cách nào? Các bạn chúng ta nâng, chúng ta đi cái tay chúng ta vẫn không tác động lực thêm, các bạn lưu ý chúng ta không dùng lực vào trái bóng mà chúng ta chỉ nâng cái độ cao của cái tay chúng ta mà thôi. Và nó ví dụ nãy giờ chúng ta đang tung như vậy, tay chúng ta đứng lại đúng không ạ? Bây giờ chúng ta hãy nâng cái tay đang dừng ở đây thì chúng ta hãy dừng lên cao chút xíu nữa. Ok, chúng ta lên. Ok, bạn muốn cao nữa đúng không ạ? Chúng ta nâng lên. Ok, chúng ta nâng lên tiếp. Ok, và khi mà các bạn nhớ là khi chúng ta nâng á, chúng ta làm sao chúng ta nâng ở một cái độ cao này, chúng ta muốn chúng ta nâng được ổn định, đều đặn, càng nhiều càng tốt. Khi chúng ta đã quen rồi
chúng ta đã quen rồi thì chúng ta bắt đầu chúng ta nâng tay lên. Ok, và chúng ta nâng tới cái lúc nào mà cái tay chúng ta duỗi thẳng lên trên không được. À, cái tay các bạn nhìn ngang ha. Khi mà cái tay chúng ta lên được cái vị trí này là ok. Ok, và tung góc ngang cho mọi người thấy dễ ha. Chúng ta sẽ nâng cao tay lên. Còn này cái tay chúng ta đang chỉ thẳng lên trời. À, chúng ta chỉ thẳng cái tay lên trời. Rồi các bạn thấy là ở chỉ nâng cái tay lên thôi. Dưới nâng lên. Rồi, nâng cái banh lên. Các bạn nhớ ha, các bạn nhớ trong đầu là chúng ta đang nâng cái banh lên. Chứ chúng ta không có thảy lên. Ok, bạn nào mà chúng ta thấy mà tung lên mà cái tay chúng ta đang bị gãy gập như vậy là dấu hiệu của việc chúng ta đang tung sai. Ok, chúng ta dưới nâng lên, thẳng lên. Thẳng lên. Thẳng lên. Ok, đối với những bạn chúng ta đã tung cái tay chúng ta thẳng lên trên trời rồi mà banh nó vẫn đi thấp thì như thế nào? Ok, lúc này thì chúng ta một là các bạn nào quen rồi á, chúng ta phải tác động lực chút xíu vào. Chúng ta đã quen, chúng ta đã tung ổn định rồi. Lúc này ta thêm lực vào. Hai là chúng ta có thể có một cái mẹo để chúng ta phải rớt cái tay thấp xuống một xíu. Các bạn thấy các tay vợt chuyên nghiệp khi họ giao á, là cái tay họ xuất phát, đa số là họ xuất phát từ dưới này. Ở dưới này. Và họ đi lên. Thì từ dưới này mà đi thẳng lên thì mọi người thấy là banh nó đã khá là cao rồi. Ok, chúng ta không cần phải tác động lực thêm. Ok, từ dưới này đúng không ạ? Bạn nào chúng ta đi từ dưới này lên mà chúng ta thấy nó quá cao á thì chúng ta đi từ trên này thôi. Ok, còn số tay vợt chúng ta đi từ trên này. Ok, đó là chúng ta chỉ cần thay đổi nhẹ cái vị trí mà chúng ta xuất phát thôi là bóng đã có một độ cao khác nhau rồi. Ok, cho nên là bạn nói là các bạn chúng ta nên tập. Khi bắt đầu tập á, chúng ta thấy là ở vị trí trung bình như thế này. Ok, chúng ta lên. Ok, độ cao này chúng ta lên, chúng ta cảm thấy thoải mái rồi. Lên thoải mái rồi, và tay vẫn thẳng ha, tay ổn định ha. Lên thoải mái rồi, bắt đầu chúng ta phải nâng lên chút xíu nữa. Rồi, cao chút xíu nữa. Rồi, bắt đầu chúng ta bước cuối cùng chúng ta thẳng luôn. Bước cuối cùng chúng ta thẳng luôn. Ok, thẳng luôn. Rồi, thấy còn thấp quá, chúng ta rớt tay xuống. Nâng lên. Ok, thì đó là cái lộ trình, cái cách mà chúng ta tập làm sao tung bóng từ cái mốc là chúng ta tung thấp thôi, ổn định thôi, từ từ chúng ta nâng độ cao từ từ lên, nâng từ từ lên, thì khi đó chúng ta sẽ có một cái tung bóng rất là ổn định. À, ở phần tiếp theo thì bây giờ đối với những bạn nào mà chúng ta đã tung bóng ổn định rồi thì rất là ok, đúng không ạ? Nhưng mà đối với những bạn nào mà chúng ta đã tung bóng một thời gian dài rồi, ta đánh bóng một thời gian dài rồi, chúng ta đang cái cú tung bóng chúng ta đang có một số vấn đề, thì chúng ta phải chỉnh như thế nào? Chúng ta có những cái mẹo gì chúng ta sửa hay không? Thì đây cái việc bảo thường thấy nhất là chúng ta bị gập tay quá nhiều. Các bạn chúng ta tập chúng ta bị gập cái tay như thế này, chúng ta thảy chúng ta dùng lực như thế này nhiều, chúng ta không kiểm soát được cái việc chúng ta dùng cái khuỷu tay và cái cổ tay. Thì có một cái mẹo như thế này, đó là khi mà tung á, các bạn thấy sẽ có một số tay vợt họ tung, họ không có ngửa lòng bàn tay lên như vậy. Họ không ngửa lên như vậy. Bởi vì ngửa lên như vậy thì các bạn rất dễ gập. Đúng không ạ? Mà họ tung á, cái tay của họ sẽ hơi, cái phương của họ nó sẽ hơi xéo 45 độ như vậy. Hoặc là họ ngang như vậy luôn, giống như các bạn đang cầm cây vợt trên tay vậy đó. Ok, cầm banh, tung lên như vậy. Thì khi các bạn tung cái chiều này á, rất khó để chúng ta gập. Này chúng ta quen gập nè, nhưng mà khi như vậy thì chúng ta đã bớt được cái phần gập. Ok, lên chúng ta buông ra. Ok, chúng ta cầm cây vợt hay là cầm chai nước hay ly nước á. Ok, các bạn để ý ha, tung lên. Ok, lên tới nơi chúng ta buông ra. Ok, vậy ha, tung lên. Ok, như các bạn cầm chai nước nè, tung lên. Cầm chai nước nè, tung lên. Ok. Ok, tiếp theo, với những bạn nào mà chúng ta đang có cái vấn đề về cái việc cái tay chúng ta đã thẳng rồi, ok rồi, nhưng mà chúng ta tung á, cái hướng bóng nó còn rất là lung tung. Lúc thì ở đằng trước, giống như phần đầu Bảo có nói đúng không ạ? À, có 4 ô như thế này, lúc thì nó ở ô này, lúc nó ở ô này, lúc ô này, ô này. Chúng ta chưa có đều được, mặc dù banh nó đi thẳng lên rồi. Ok, thì ở đây á, có một cái mẹo như thế này, đó là các bạn nào mà chúng ta tung bóng á, mà chúng ta đang tung ở đằng trước tới. Ok, ở cái việc bảo tung ở đằng trước tới như vậy thì rất là khó kiểm soát. Bởi vì các bạn tưởng tượng khi mà bảo tung tới, tung đằng trước tới như vậy, đúng không ạ? Thì bóng nó có một cái khoảng nó di chuyển rất là rộng. Nó có thể rớt ở đây, ở đây, ở đây, ở sau đầu. Do đó đôi lúc chúng ta tung thì chúng ta ra ở đây. Ok, lúc thì chúng ta sẽ bị ra đằng sau. Ok. Do đó là nếu như cái tay các bạn nào chúng ta tung mà chúng ta bị cái tay ở đằng khi chúng ta đi đằng trước tới như vậy thì chúng ta có thể chữa bằng cách như thế nào? Các bạn thấy đa số cái tay vợt trên thế giới á, và đó đa số nha, không phải ai cũng làm như vậy. Đó là khi họ tung lên,
họ tung lên thì họ không tung đằng trước mà họ tung ngang, cái cánh tay họ đi song song với lại cái hướng của người. Ví dụ Bảo đang nhìn ở đằng kia đúng không ạ? Bảo đang chuẩn bị giao bóng. Ok, cái người Bảo đang nhìn ở đằng kia thì lúc này Bảo không có tung đằng trước như vậy mà Bảo sẽ tung song song như vậy. Các bạn thấy sự khác biệt tay không ạ? Đây cũng là thẳng tay và đây cũng là thẳng tay. Thì cái việc mà Bảo tung song song như vậy nó có mục đích gì? Khi Bảo tung song song như vậy á thì Bảo kiểm soát được là bóng nó nằm ở đằng trước hay nằm ở đằng sau. Về cái phương mà thẳng đó nha, đó là ok, lúc nào Bảo cũng chắc chắn là bóng nó sẽ nằm từ mũi chân Bảo trở về trước. Bởi vì sao? Khi Bảo để tay như vậy, tung. Rồi, để tay như vậy, tung ngang lên. Thì lúc này Bảo chỉ việc kiểm soát là bóng nó nằm ở đằng này, bên tay phải, hay là nó rớt ở tay trái thôi. Bên tay phải để Bảo vào, Bảo có thể Bảo giao slide. Ok, còn rớt về phía tay trái nhiều để Bảo giao top spin. Ok, thì bây giờ Bảo đã cố định được một phương rồi, Bảo chỉ lo về cái phương còn lại thôi. Ok, còn nếu như mọi người tung cái chiều này á, đúng không ạ, thì chúng ta không biết được bóng sẽ rơi đằng trước mặt vào trong sân hay rơi đằng sau. Và đa phần trong cú giao bóng á, thì chúng ta luôn muốn tung bóng vào trong sân. Đúng rồi, các bạn thấy Bảo đứng ở đây, lúc nào Bảo cũng muốn cho bóng nó rớt vào trong sân. Chứ Bảo không muốn cho bóng nó rớt ở đằng sau. Còn cái chiều trái, phải hay là trái thì nó thay đổi tùy theo tính chất đường bóng muốn giao. Rớt về phía tay tay phải á, là những đường bóng mà Bảo muốn giao, một là flat hay là giao slide, chém ở bên hông bóng đi qua kia. Còn mà rớt về phía tay trái á, là để Bảo giao top spin lên. Ok, thì Bảo chỉ thay đổi chiều đây hoặc là đây thôi. Còn cái chiều mà sau hay là trước này thì Bảo muốn nó cố định. Ok, Bảo muốn thế nào Bảo tung nó cũng rớt vào trong sân như thế này. Ok, rớt vào trong sân như thế này. Ok, đó là lý do tại sao các tay vợt trên thế giới khi mà họ tung bóng thì họ tung ngang, họ tung song song với cơ thể chứ họ không tung bằng trước như thế này. Các bạn thấy có sẽ có một số tay vợt họ vẫn tung nếu như mà họ quen rồi. Nếu mà họ tung ổn định theo từ nhỏ rồi thì cái đó không vấn đề gì cả. Ok, có tay vợt họ tung đằng trước tới như vậy nếu họ đã quen rồi. Ok, nhưng mà nếu bạn nào chúng ta chưa quen, chúng ta chưa có cái thói quen đó thì chúng ta nên tập xuất phát cái thói quen này tung ở trong người. Các bạn, cái tay vợt chúng ta đang thủ vậy đúng không ạ? Chúng ta rớt xuống, ta tung lên như vậy. Chúng ta không nên tung ở đằng trước như vậy. Ok, cái tung ngang như vậy nó cũng có một cái lợi thế là như thế nào? Đó là khi các bạn tung lên các bạn, một các bạn ngang như vậy hay là các bạn sẽ tung cái chiều hơi xéo đằng trước như thế này để làm gì? Để bóng nó sẽ hơi rớt đằng trước và chúng ta có cái đà chúng ta lao vào. Còn nếu chúng ta tung từ đằng trước tới như vậy á thì vô tình cái tay nó đang làm cái người chúng ta hơi ngửa ra đằng sau, chúng ta không có cái đà lao tới như vậy mà chúng ta lại bị cái tay trước này nó ngã chúng ta đằng sau vậy. Thật ra nó cũng ok thôi, nếu chúng ta ngã đằng sau, chúng ta căng cái người tới chúng ta giao thì vẫn ok. Nhưng mà nếu chúng ta tung từ ở trong này ra nè, từ ở trong này chúng ta tung xéo ra ngoài để mà chúng ta lên á, ok, chúng ta có một cái động tác, có một cái thao tác nó liên tục, nó rất là khỏe. Ok, vừa rồi là cái lưu ý của Bảo về cái cú tung bóng. Trước khi chúng ta giao bóng thì cái cú tung bóng là một trong những cái yếu tố quyết định đến việc chúng ta giao bóng có tốt hay không. Nếu chúng ta tung không tốt á, không ổn định á, vô tình chúng ta lại phải điều chỉnh cái người chúng ta, điều chỉnh cái tay chúng ta theo bóng thì như vậy nó sẽ làm cái đường giao bóng chúng ta không ổn định. Hy vọng rằng các bạn chúng ta qua video này chúng ta có thêm một số cái kiến thức, có thêm một số cái kinh nghiệm để chúng ta áp dụng, chúng ta tập cho cú tung bóng chúng ta thêm cái phần ổn định. Ok, bạn nào chúng ta có những cái ý kiến khác, chúng ta có những cái khó khăn khác khi mà tung bóng á thì chúng ta có thể để lại comment bên dưới. Ok, có thời gian mình sẽ dành thời gian ra để Bảo xem và có thể trả lời hoặc làm một cái video khác có thể là sâu hơn nữa về chủ đề này. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.